Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn loan đầu và lý khí trong phong thủy. Khi kiểm tra việc trang trí nội thất trong nhà có hợp với phong thủy hay không, mọi người cần tìm hiểu khái niệm loan đầu và lý khí. Nói một cách đơn giản, loan đầu là cách bài trí gia dụng, kê đầu giường hướng phía tường, cuối giường hướng cửa sổ, thành giường gần tủ. Đây gọi là loan đầu, là ứng dụng của phương vị không gian. Nhưng trái đất chuyển động, vận hành không ngừng, cả chính thể trái đất, thậm chí toàn bộ khí trường của vũ trụ hình thành những biến đổi không ngừng hàng ngày, hàng năm, tạo ra thời gian khác nhau, có những phương vị phong thủy bất đồng. Học vấn căn cứ vào những biến đổi không gian để chọn phương vị phong thủy gọi là lý khí. Ví dụ, nếu trong nhà ở xuất hiện một góc nhọn xung xa, chúng ta có thể kết luận loan đầu không tốt. Ngoài ra, bạn còn phải tính đến lý khí ở thời điểm nào không tốt. Bạn có thể phát hiện ra mức độ hung hiểm của góc nhọn đó sẽ hình thành trong 2 năm sau. Vì vậy, bạn vẫn có thể ở đây, chưa cần dùng đến phương pháp hóa giải. Từ ví dụ đó có thể giải thích việc những người thuê nhà ở lần thứ nhất được thịnh vượng phát tài, nhưng người thuê lần thứ hai bắt đầu suy bại, đến đời thứ ba gặp hung họa khôn lường. Điều này cũng giống với việc ở cùng một căn nhà, loan đầu tương đồng nhưng lý khí khác nhau. Trong khoảng thời gian không giống nhau dẫn tới hiệu ứng phong thủy sinh ra sẽ muôn hình muôn vẻ. Vì vậy, xem phong thủy nhất định phải kết hợp với thời gian. Phương pháp bài trí những linh vật phong thủy phải dựa vào thời điểm khác nhau, không thể tùy tiện được. Trong thời gian này, một căn phòng được 100 điểm. Trong một thời gian khác, có khi chỉ được 0 điểm. Muốn học phong thủy, đầu tiên phải thay đổi thói quen chỉ hiểu biết cách bài trí loan đầu. Một số người học không hiểu được lý khí của phong thủy là do lúc đầu học tắt nên chỉ dừng ở việc xem loan đầu. Như vậy, lý khí là một phương pháp tính toán. Tính toán lý khí phức tạp và tương đối khó. Một số thầy phong thủy thiếu kiến thức, chỉ hiểu được cách bài trí trên lý thuyết, không nắm vững được cách tính toán áp dụng vào từng không gian cụ thể. Khi gặp thực tế như vậy, thường có cách giải thích khiêm khiêm cưỡng, thậm chí cho rằng phong thủy có quá nhiều trường phái, nếu áp dụng hết thì chẳng có ngôi nhà nào ở được. Thiết nghĩ cách nói đó nên thận trọng, không tránh được việc mắc lỗi với cổ nhân. Tôi cũng nói thêm rằng nhiều người cho rằng đọc phong thủy loạn hết đầu. Hết sách này xuất bản đến sách khác được in, chẳng biết trường phái nào, chẳng hay ứng dụng ra sao, khó cho người đọc. Đó chỉ là tâm người loạn, phong thủy có loạn đâu. Thiết nghĩ việc đọc và học tuy một mà hai. Đọc mà không ứng dụng thì kiến thức vào tay này ra tay khác. Học mà không đọc cũng chỉ loanh quanh mấy kiến thức tọa hướng, chẳng thể tiên liệu hết được sự đổi thay của cuộc đời. Bởi thế, người đọc cả cuốn sách có khi được 2 dòng mà vỗ tay. Vỗ tay sung sướng. Sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế chẳng thừa bao giờ. Tôi cũng mong người đọc, người học phong thủy hiểu được điều cốt tủy này. Cho nên cuốn sách của tôi xuất bản đều mong cầu người có duyên. Ví dụ, dựa vào loan đầu, giường ngủ nên đặt sát tường, giống như dựa vào núi. Đó là cách bài trí hợp cách tọa sơn hướng thủy. Nhưng nếu tính toán theo lý khí, trước cửa sổ thuộc thời điểm đó được đắc lệnh, nên chuyển chiếc giường đó đến gần cửa sổ.
Dựa vào loan đầu, đầu giường mà kê trước cửa sổ thì chưa chắc đã tốt. Nhưng theo phong thủy của Nhà Trắng, bàn làm việc của Tổng thống Mỹ được kê trước cửa sổ. Vì vậy, chỉ tính loan đầu không thể nắm hết chính xác được phương pháp bài trí theo phong thủy. Ở một trình độ nào đó, lý khí còn quan trọng hơn loan đầu. Loan đầu có thể cải biến, tức là bố cục thiết kế của hoàn cảnh có thể sửa được. Nhưng từ trường của vũ trụ, vị trí các sao không thể cải biến, chỉ có thể vận dụng. Ngũ hành để hóa giải, tà khí có thể hóa giải hết những loan đầu, có thể hoàn toàn cải biến được. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.